cảm ơn quý vị đã giữ màn hình và tiếp theo xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới ngày 4 tháng 9 có những bản tin nổi bật như sau. Trung Quốc kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ 2 kết thúc ở châu Á. Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm Thế chiến thứ 2 kết thúc ở châu Á diễn ra hôm thứ Năm ngày 3 tháng 9 tại Bắc Kinh với sự tham dự của đại diện hơn 30 quốc gia. Tuy nhiên, Nhật Bản không tham gia lễ duyệt binh này và bày tỏ thất vọng vì không có dấu hiệu cải thiện quan hệ song phương trong bài phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc tại buổi lễ này. Tokyo kêu gọi Bắc Kinh không nên chú tâm vào quá khứ lịch sử đau buồn mà nên hướng nhìn về tương lai. Tokyo cũng đã tỏ ra không hài lòng về việc Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tham dự lễ duyệt binh, trong khi đáng lẽ ông phải tỏ ra trung lập về vấn đề này. Trong bài phát biểu khai mạc tại quảng trường Thiên An Môn, Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc, tuyên bố quốc gia này sẽ đi theo con đường phát triển hòa bình, không tìm kiếm quyền bá chủ trên thế giới. Ông cũng tuyên bố sẽ cắt giảm 300.000 binh sĩ bộ binh vào cuối năm 2017. Theo hãng tin BBC nhận định, Trung Quốc đang thúc đẩy lực lượng hải quân và không quân để xâm lấn vùng Biển Đông, vì vậy không cần nhiều bộ binh. Những lời phát biểu được cho là giả tạo của lãnh đạo Trung Quốc không hề nhắc đến sự bành trướng, xâm lấn lãnh hải và lãnh thổ trên vùng biển này, cũng như mặc quyền nhúng tay vào chính trị của các quốc gia láng giềng nhỏ. Ít nhất 14 người đi di cư thiệt mạng khi chiếc thuyền chở quá tải bị lật ngoài khơi Malaysia. Theo tin từ giới chức hải quan Malaysia, có ít nhất 14 người đã bị thiệt mạng trong vụ lật thuyền chở khoảng 100 người đi di cư tại eo biển Malacca vào rạng sáng hôm thứ Năm ngày 3 tháng 9. Phát biểu với báo giới, lãnh đạo cơ quan thực thi luật pháp trên biển của Malaysia MMEA tại địa phương cho biết, họ đã tìm thấy 14 thi thể nạn nhân gồm 13 phụ nữ và một nam giới. Cứu sống được 15 người, trong đó có 14 người đàn ông và một phụ nữ. Chiếc thuyền gặp nạn bị chìm ngoài khơi ở bờ biển phía tây của Malaysia, gần thị trấn duyên hải Sabah Bermam, thuộc tỉnh miền trung Selangor. Dựa trên kích thước thuyền, giới hữu trách Malaysia cho rằng con thuyền này có thể đã chở khoảng 70 người, nhưng các ngư dân cho rằng đã có khoảng hơn 100 người trên thuyền. Những người trên thuyền được cho là dân di cư Indonesia, tuy nhiên chưa xác định được những người này tìm cách cập bờ vào Malaysia hay tìm cách rời khỏi quốc gia này một cách bất hợp pháp. Nhà chức trách đã điều tra 12 tàu và một phi cơ với 200 nhân viên để tiến hành tìm kiếm những người còn mất tích. Giới chức trách Malaysia phỏng đoán, nguyên nhân của vụ tai nạn lật thuyền là do chiếc thuyền này chở quá tải hoặc do thời tiết xấu. Cảnh sát Thái Lan bắt nghi can đánh bom thứ ba cùng với bạn công thức chế tạo chất nổ. Giới hữu trách Thái Lan vào hôm thứ Năm cho biết họ vừa bắt giữ nghi can thứ ba trong cuộc điều tra về vụ nổ bom chết người hôm 17 tháng 8 tại đền thờ Erawan ở Bangkok. Cảnh sát đồng thời cũng thu được một bản danh sách các hợp chất và vật dụng dùng để chế tạo bom. Các giới chức nói rằng nghi can Kamarudeen Saho, một người Thái Lan 38 tuổi, theo đạo Hồi đã bị bắt tại tỉnh Narathiwat ở miền Nam và đang trải qua cuộc thẩm vấn của quân đội. Trong khi loan báo vụ bắt giữ này vào trưa thứ Năm, giới hữu trách Thái Lan cũng lần đầu tiên cho biết tên của hai nghi can người ngoại quốc đang bị câu lưu. Hai nghi can bị bắt trước đó là Adem Karadak và Yusufu Merali. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ quốc tịch của hai người này. Từ khi xảy ra vụ nổ bom cho tới nay, giới hữu trách Thái Lan đã ra trát để bắt 8 người, trong đó có một phụ nữ Thái Lan và 4 người đàn ông ngoại quốc. Trong số 4 nghi can nam giới người ngoại quốc, chỉ có một người được xác định cụ thể là một công dân của Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông Thái Lan lần đầu tiên công khai đề cập tới mối liên hệ có thể có giữa vụ nổ bom với việc Thái Lan trục xuất hơn 100 người sắc tộc Duy Ngô Nhĩ của vùng Tân Cương hồi tháng 7. Tổng thống Guatemala từ chức. Tổng thống Guatemala Otto Perez Molina đã nộp thư từ chức lên Quốc hội vào đêm hôm thứ Tư ngày 2 tháng 9, sau nhiều tháng trời bị dân chúng biểu tình hàng tuần đòi ông phải từ chức vì đã dính líu tới tham nhũng. Tổng thống Molina và vài cố vấn thân cận bị tố cáo là nhận tiền hối lộ để giảm thuế cho các công ty đang muốn nhập cảng hàng hóa vào Guatemala. Trong một thông điệp phát trên đài truyền hình quốc gia hồi tháng rồi, ông Molina không thừa nhận đã phạm bất cứ một tội trạng nào và còn cho biết sẽ không từ chức.
Lá thư xin từ chức mới đây được nộp lên chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi lệnh bắt giam Tổng thống Molina được ban hành. Vụ bê bối tham nhũng của ông Molina đã nổ ra ở một thời điểm rất quan trọng đối với thể chế chính trị ở Guatemala. Đó là khi cử tri Guatemala sắp đi bầu tổng thống mới vào hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 9. Tin giờ chót cho biết Tổng thống Molina đã ra hầu tòa vào ngày thứ Năm, 3 tháng 9. Quan điểm của những người Syria về tình hình người tị nạn ở châu Âu hiện nay. Kể từ khi nội chiến ở Syria nổ ra từ năm 2011 cho tới nay, hàng triệu người Syria đã bỏ nước đi tị nạn. Trước tiên là những nước láng giềng như Lebanon hay Jordan. Tới năm 2015 thì Liên Hiệp Quốc buộc lòng phải cắt bớt nhiều chương trình trợ giúp hàng trăm ngàn người tị nạn ở hai nước này vì thiếu hụt ngân sách. Cộng thêm với cuộc chiến vẫn kéo dài nên nhiều người Syria phải chuyển sang tìm cách tị nạn lâu dài ở châu Âu và nhiều người đã chết trên đường đi tới châu Âu. Tuy nhiên, nhiều người Syria vẫn hy vọng sẽ tới định cư được ở Đức vì nước này trong mấy tháng qua đã tỏ thái độ thân thiện, sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn. Chỉ trong tháng rồi đã có 104.460 người xin được tị nạn ở Đức Quốc. Đức từ trước cho tới nay vẫn là nước có luật lệ dành cho người tị nạn dễ dãi nhất và đã nhận nhiều người tị nạn vì kinh tế từ các nước Đông Nam Âu và luôn cả những người tị nạn chiến tranh từ Trung Đông tới. Phi châu cũng đang khủng hoảng về người tị nạn cho các chính sách của chính quyền. Phi châu cũng là nơi có nhiều người bỏ nước đi tị nạn, có người còn đi tới châu Âu. Nhưng một chuyên gia về những di cư ở Tây Phi cho biết, thực sự thì 70% số người tị nạn ở Phi Châu đi di cư trong vòng Phi Châu chứ không qua các lục địa khác. Tuy nhiên tới lúc này thì việc di cư từ nước này sang nước khác ở Phi Châu cũng trở nên khó khăn vì nhiều lý do. Ngay tại Nam Phi là nước có nền kinh tế phát triển bậc nhất trong năm nay đã có hàng ngàn người tị nạn vì kinh tế phải bỏ chạy khi bị dân chúng Nam Phi nổi dậy xua đuổi vì lo ngại người nhập cư sẽ giành hết việc làm. Tại nhiều nước Phi châu khác, chính quyền cũng bắt đầu ngăn chặn người tị nạn từ các nước tới vì kinh tế nước mình bị suy sụp và đồng thời cũng vì không muốn phiến quân Hồi giáo cực đoan thừa dịp tràn sang. Các nước Chad, Cameroon, Niger đã trục xuất hàng ngàn người đến từ Nigeria sang tị nạn. Tại hội nghị nguyên thủ các nước châu Âu và Phi châu vào tháng 11 này ở Malta, người ta hy vọng sẽ tìm ra cách giải quyết luôn cho vấn đề người tị nạn tại Phi Châu. Nga muốn trì hoãn cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Các quan chức của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Tư 2 tháng 9 cho rằng Nga đã cố tình trì hoãn cuộc điều tra về việc vũ khí hóa học được sử dụng trong cuộc chiến ở Syria. Vào tuần rồi, Liên Hiệp Quốc đã gửi thư cho 15 nước trong Hội đồng Bảo an trình bày kế hoạch điều tra việc tấn công bằng chất hóa học độc hại ở Syria do Liên Hiệp Quốc đứng ra thực hiện. Thời hạn chót để trả lời thư là thứ Ba ngày 1 tháng 9, nhưng tới ngày 3 tháng 9 vẫn chưa có ai đáp lời. Nhiều quan chức cho rằng chính Nga với tư cách là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an đã do dự không muốn trả lời. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc cho biết việc chậm trả lời chỉ là vì Nga có vài điều lo ngại và muốn tìm hiểu từ phía Liên Hiệp Quốc để chắc chắn rằng cuộc điều tra sẽ diễn ra theo đúng như cách thức đã đề ra. Các quan chức cho rằng Nga muốn đưa cuộc điều tra đi theo hướng là chính quân ISIS mới là lực lượng sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và Iraq. Tỷ lệ bất mãn dành cho Tổng thống Chile lại lên cao hơn trước. Kết quả một cuộc thăm dò công bố vào ngày 2 tháng 9 cho thấy tỷ lệ bất mãn của dân chúng dành cho Tổng thống Chile Michelle Bachelet lại tăng lên hơn trước. Tỷ lệ bất bình với Tổng thống Bachelet đã tăng từ 70% tháng rồi lên tới 72%, là tỷ lệ bất bình cao nhất đối với bất cứ Tổng thống nào ở Chile kể từ năm 2006 cho tới nay. Nguyên nhân chính là vì tình trạng kinh tế trồi sụt hiện nay đã làm cho các biện pháp cải tổ không đạt hiệu quả, cộng thêm với một vụ bê bối về tài chính khi vận động tranh cử, càng làm dân chúng bất mãn với thể chế chính trị. Dân chúng Chile thất vọng vì mong muốn một tổng thống thiên tả như bà Bachelet phải làm nhiều việc hơn cho người lao động. Uy tín của bà Bachelet cũng đã giảm sút vì con trai của bà đã lợi dụng sự quen biết để mượn cho vợ số tiền là 10 triệu Mỹ Kim và kiếm món lời rất nhanh từ một vụ mua bán bất động sản.
Các nhà quan sát cho rằng tỷ lệ bất mãn rất cao dành cho lãnh đạo các nước láng giềng, cho thấy tỷ lệ bất mãn dành cho bà Bachelet sẽ còn tăng cao hơn nữa. Nông dân Pháp đem máy kéo tới Paris biểu tình. Hàng ngàn nông dân Pháp đã mang theo máy kéo tới biểu tình ở thủ đô Paris vào ngày thứ Năm 3 tháng 9. Khoảng 5.000 người đã đi trên 1.300 máy kéo và hàng trăm các xe khác từ khắp nơi đã đổ về thủ đô Paris từ sáng sớm. Những người biểu tình mong muốn chính quyền phải giúp đỡ nông dân nhiều hơn và cải tổ bộ máy nông nghiệp đã quá suy yếu của Pháp. Ngành nông nghiệp của Pháp đã lâm vào cảnh khủng hoảng nặng nề trong mùa hè năm nay khi giá cả nông sản xuống thấp, còn nông dân thì mắc nợ rất nhiều mà chính quyền thì chỉ hứa hẹn là sẽ giúp về mặt tài chính. Tất cả những người biểu tình và xe cộ đã tụ tập về các khu vực công trường quốc gia ở phía đông Paris. Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã tiếp kiến đại diện của giới nông dân trong cùng ngày 3 tháng 9 và cam kết sẽ đưa ra những biện pháp tài chính để yểm trợ nông dân. Hơn 10 binh sĩ Uganda bị phiến quân Hồi giáo sát hại ở Somalia. Phát ngôn viên của quân đội Uganda vào ngày thứ Năm 3 tháng 9 cho hay, phiến quân Hồi giáo ở Somalia đã tấn công vào căn cứ của Liên quân Phi Châu gìn giữ hòa bình, đóng ở phía nam thủ đô Mogadishu trong hôm thứ Ba ngày 1 tháng 9. Tin tức ban đầu cho biết có khoảng 10 binh sĩ người Uganda tham gia vào Liên quân thiệt mạng và 10 binh sĩ khác bị thương. Con số thương vong này thấp hơn rất nhiều so với con số 70 người mà phiến quân Al-Shabaab tự đưa ra. Phiến quân Al-Shabaab từ lâu nay vẫn thường hay tấn công vào Liên quân Phi Châu, gìn giữ hòa bình với mong muốn sẽ lật đổ được chính quyền được phương Tây hậu thuẫn ở Somalia. Quân Al-Shabaab cũng nổi tiếng là hay phóng đại con số thương vong của đối phương trong các cuộc tấn công. Đại diện của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh Phi Châu hiện giờ chưa thể đưa ra con số thương vong chính xác trong vụ tấn công và cũng chưa cho biết có binh sĩ của quốc gia nào khác bị sát hại hay không. Thành phố Madrid dành 10 triệu euro để giúp người tị nạn. Hội đồng thành phố Madrid ở Tây Ban Nha vào ngày thứ Năm 3 tháng 9 đã tuyên bố là sẽ dành 10 triệu euro để giúp cho những người tị nạn từ những nước có chiến tranh như Syria. Quyết định này của thành phố Madrid là nhằm để đáp ứng sáng kiến của thị trưởng thành phố Barcelona là bà Ada Colau muốn thành lập một hệ thống trợ giúp cho người tị nạn. Bà Ada Colau cho biết là thành phố Barcelona sẽ có một hình thức để cho mọi người muốn giúp người tị nạn có thể ghi danh vào đó. Đại diện thành phố Madrid cho biết là họ đang nghĩ tới việc cung cấp nơi cư trú lâu dài cho người tị nạn. Thị trường của hai thành phố Madrid và Barcelona đều là người thuộc phe thiên tả, được bầu lên nắm quyền từ tháng 5 vừa rồi vì cử tri mong muốn có gương mặt của các đảng thiên tả để thay đổi, thay vì chỉ có người của hai đảng, Nhân dân và Đảng Xã hội, thay phiên nhau nắm quyền ở Tây Ban Nha như từ bấy lâu nay. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới ngày 4 tháng 9. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thiên Hà xin chúc quý vị một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp.